tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người ta dở khóc dở cười. Bà mẹ dắt hai con từ xa đi bộ tà tà tới quán. Bà em với bà mẹ tới trước, đang đứng nghía nghía coi có gì uống á thì. Ủa gì vậy? Quế chị bước đi trên không rồi lọt hố, đầu gối giả vô thành xi măng đau điếng. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng, mà đi đâu á thì chưa có biết. Hai cô chú trưa nắng hỏng ngủ ra ngoài chậu cây cảnh ngồi chụp hình tự sướng. Công nhận góc này chụp đẹp ghê chọn hen. Sau một hồi chụp 7749 kiểu á thì bất ngờ. Trời ơi! Bà đè sập chậu bonsai chục tỷ rồi té cái bịch xuống đất. Đúng là những bức ảnh đắt giá đó mà. Còn đây mấy anh chị ra biển thử cảm giác mạnh, nào ngờ phao giật ngang làm nguyên đám văng xuống nước. Cảm giác cũng mạnh đó, nhưng mà nó lạ lắm mà nghe. Sao coi xong không thấy khó đỡ mà thấy đau ruột dữ vậy nè? Còn mọi người thấy như sao khi xem những tình huống vừa rồi? Comment cho Tin Bà Phúc Hài biết nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin Bà Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.